Chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội được chia thành 7 dự án thành phần vận hành độc lập. Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 112,8 km đi qua địa phận 3 tỉnh thành phố là Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, trong đó, đoạn chạy qua tỉnh Hưng Yên dài 19,3 km đi qua 4 huyện là Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ và Văn Lâm. Tại hội nghị, đại diện các địa phương và các ngành đã nêu lên các vấn đề trong phạm vi thực hiện, cũng như những kiến nghị đề xuất để triển khai dự án đúng chỉ tiêu đề ra. Trong đó có một số vấn đề quan trọng như công tác giải phóng mặt bằng, di rời về đường điện 500 kV, 220 kV, nội dung chỉ định thầu. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án cũng như tiến độ mà Trung ương đã giao, Hưng Yên phải thực hiện song song hai nhiệm vụ là giải phóng mặt bằng cho dự án tuyến đường vành đai 4 và xây dựng đường song hành, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các địa phương để thực hiện dự án đúng tiến độ, chú trọng công tác giải phóng mặt bằng, cắm mốc xác định các khu tái định cư. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh mốc thời gian cần lưu ý theo tiến độ của Trung ương giao là tháng 12 năm 2023 về cơ bản phải hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng. Đồng chí chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam trực tiếp chỉ đạo toàn bộ nội dung liên quan. Nội dung chi tiết buổi làm việc chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong chương trình thời sự ngày mai.